Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ đi đến phân tích hai cái cây RB302 và cái cây RB501 R để cho các bạn có thể cái nhìn rõ hơn về hai sản phẩm này, để chúng ta có thể đầu tư vào cái mức tiền như thế nào, để chúng ta có những cái chức năng như thế nào, và mình sẽ đưa cho các bạn các lời khuyên. Nhất về hai sản phẩm này hầu như là như nhau, mẫu mã như nhau, nó đều có hai màu là màu nâu gỗ nè, màu nâu gỗ và màu đen. Hai sản phẩm này đều có màu nâu gỗ và màu đen. Đầu tiên là mình sẽ xét, ở đây mình không nói về cái ngoại hình nhiều nha, mình sẽ xét về cái thông số kỹ thuật của hai sản phẩm này. Đầu tiên thì mình sẽ nói về thằng Keybo là cái công nghệ bàn phím á các bạn, và cái mức độ mà nhẹ pedal mỗi cái gọi là mỗi cái ở ngoài mà nó hỗ trợ cho thằng cái đàn này á. Về hai sản phẩm bạn nhìn nha. Ở đây Keybo này là xài là 88 phím EFRG Keybo. Cái chức năng cái hệ bàn phím EFRG này nè thì nó sẽ cảm giác nó chơi nó giống như dạng ngà voi các bạn. Nhưng mà cái bàn phím này thì nó sẽ không có nhỉnh, không có đầm bằng cái pha 4 một tí, dạng như là khoảng 95-100% vậy đấy. Đó, thì EFRG này nó sẽ thua với thằng pha 4. Pha 4 thì nó sẽ nhỉnh hơn thằng EFRG này một tí. Thêm nữa là thằng 501R này thì nó có thêm cả chức năng EFRG nữa. EFRG là giả ngà voi ấy các bạn. Giả ngà voi. Thì ở đây nó có cái bàn phím tốt hơn mà nó giả giống với thằng 302 hơn. Đó, về hệ bàn phím thì thằng 501 nó sẽ hơn, nhỉnh hơn một tí. Về các chức năng như EFRG là mức độ nặng nhẹ thì nó có 5 mức độ này. 5 mức độ, bên đây nó cũng có 5 mức độ này. Chia đôi bàn phím, cái chức năng bàn phím thì nó cũng có 4 chức năng. Ở đây cũng có 4 chức năng này, như nhau, pedal cũng như nhau. Các bạn nhìn nè, pedal cũng như nhau. Và tiếp đó là cái công nghệ âm thanh. Công nghệ âm thanh thì bên đây bên hàng 302 nó sẽ Super Naturo, hàng này cũng là Super Naturo. Nghệ âm thanh như nhau hết, hệ âm thanh như nhau hết. Cái điểm khác biệt đầu tiên nãy là cái hệ bàn phím nha các bạn. Thằng 501 nó nhỉnh hơn một chút xíu. Ở đây mình coi trên trang chính thức của Golang luôn nha, chứ không phải là mình coi mấy cái trang cập nhật ở ngoài nha. MIDI file thì nó có hệ một phát đây cũng như nhau, hầu như nhau. Match Phonoly là 128. Cái tông mà nó tích sẵn vô trong hai cái đàn này, 302 và 501 nó cũng đều như nhau. Vino 11 nè, các tông khác là 305, ở đây cũng 11, 305 như nhau hết. Tuning nó cũng như nhau, hệ này cái này hầu như là giống nhau hoàn toàn. Cái điểm metronome cũng giống nhau luôn, metronome hai thằng cũng giống nhau luôn. Về file ghi âm, để file ghi âm, hai thằng này nó cũng đều xuất ra cái file cơ bản của MIDI file, nó cũng xuất vào MIDI file, hai thằng này như nhau hết. Số phím, số nốt mắc cũng 30.000. Rồi chen, rồi tempo nó cũng như nhau hết. Tempo là cái mức độ nhanh chậm các bạn. Audio này, audio cái phần audio đây này có điểm khác rồi này. Ở đây nó có chỉ cái audio, còn qua đây nó phần rip. Thằng 3501 nó có rip. Tại sao nó có chữ 5RB501R, R phía sau tức là cái rip các bạn, cái chữ rip. Rip tức là điệu. Điệu ví dụ điệu cha cha cha, điệu bossa nova, điệu van đó. Là như vậy, ở Việt Nam mình kêu điệu, ở ngoài thì gọi là thể loại nhạc thôi nha. Nó thì ở đây nó sẽ tích cho mình sẵn 72 cái điệu này và hai cái fill. Nó có start up, sneak, intro, ding, in vào, rồi nó có auto fill tùm lum la hết. Nhưng thằng này thì nó lại không có. Nó không có. Nhưng mà bù lại nha các bạn, đối với RB302 này nè. Bên cái trang Golang họ đã ghi thiếu đối với những sản phẩm RB302 2020 thì nó đã tích và Bluetooth rồi, nên thằng 302 trên đây mình vẫn thấy chưa thấy bên Golang họ cập nhật thêm cái thông số kỹ thuật của thằng 302 này. Khi mà kết nối với 302 thì là cái Pino bạc thứ hai á, nó sẽ cho chúng ta sẵn trong đó là 21 rip, tức là cái này không có chức năng rip. 302 là một cây thuần piano, khi mà chúng ta kết nối với piano bạc thứ hai thì nó lại có thể chơi giống như thằng 501 cũng có thể chơi rip ha, nhưng mà nó chỉ có 21 rip thôi, nó cũng đầy đủ chức năng như thế này luôn đấy.
Rồi tiếp theo audio. Audio là hầu như nhau. Audio được gần như là như nhau, audio. Cái bộ nhớ này. Bộ nhớ thì nó sẽ ghi âm cho mình, chúng ta nó sẽ mắc chúng ta là 10 son, mình đang có 10 son thôi. Hầu như là như nhau. Nó tích sẵn cho chúng ta là 69 bài hát. Nè, 69 bài hát gồm các bài tập cho nên này. Đó. Đây cũng 69 và các bài tập y nhau, y gan nhau hết. Đây là bộ nhớ. Bộ nhớ cũng như nhau luôn. Chả khác gì. Nó có khác hai cái thôi. Đây Bluetooth, bên đây cũng có Bluetooth luôn nha các bạn. Nhưng mà mình chả biết tại sao mà Golang 302 bên 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 hãng Golang họ không có cập nhật thêm cái chức năng Bluetooth cho thằng 302, tại vì 302 giờ nó cũng có Bluetooth luôn. Order như nhau hết. Input out à, công suất loa 12W, 24W, 22 loa là 24W cũng 12 12 như nhau hết. 12 inch. À, 12 cm chứ lộn. 12 inch quá sai. Chức năng tai nghe headphone 3D. Nhiều nhau hết. Như nhau hết. Chiều cao hầu như là như nhau hết các bạn. 1378, 1378, 423, 423, 92, 992, 992. Như nhau hết. 40 40 ký 8, đây cũng 40 ký 8, như nhau hết. Đó. Thì các bạn có thể nhìn sơ qua về cái thông số, cái chiều cao này kia là mình cũng có thể thấy được là thằng RB501 và thằng RB301 hầu như là nó như nhau. Nó chỉ khác hai điểm, đó là trên RB501 nó cái hệ bàn phím nó nhỉnh hơn một chút xíu. Đấy. Và cái thứ hai là nó khi có thêm chức năng RIP, tức là không kết nối pin bạc thứ hai thì nó cũng có thể chơi được RIP. Nhưng mà RIP ở đây cái này dạng là piano, nhưng mà RIP nó không có chuyên nha các bạn. Nó không có chia, nó không có phiêu nhanh, nó không có này kia, không có băng tiết tà le âm lum hết trơn á. Các bạn chỉnh là các bạn chơi chết. Cái này thật ra là cái chức năng RIP này người ta sử dụng nhiều cho nhà thờ, tại vì tia cây RB302 với 501 này rất nhiều cái tiếng của nhà thờ, nên người ta chơi bên nhà thờ thì nó sẽ ok hơn. Còn đối với các bạn nào mà không có điều kiện thì chúng ta mua 302, bởi vì nó rẻ hơn tầm khoảng đâu đó 5-6 triệu gì đấy. Mình không tính khuyến mãi nha, mình đang nói giá gốc tầm 5-6 triệu gì đấy. Thì chức năng RIP này vẫn có thể thực hiện trên cái 302 nếu chúng ta kết nối với RB, chúng ta kết nối với cái pino bạc này 2. Pino bạc này 2 thì nó kết nối đầy đủ hết, Android, iPad, iPhone gì được hết. Đấy. Thì các bạn có thể nhìn tổng quát được cái hai dòng sản phẩm này, nhưng để chúng ta có thể phân biệt được chúng ta nên đầu tư như thế nào. Nếu muốn rẻ hơn, chức năng vẫn giống 501 thì chúng ta nên mua 302. Còn nếu như các bạn thích những cái grip mà thích sẵn khỏi cái kết nối này kia, hoặc là phím nhỉnh hơn chút xíu, cái nhảy phím này các bạn chỉ cảm nhận được đối với người ta chơi chuyên nghiệp thôi. Còn nếu mà mình mới tập này kia là cái bàn phím này các bạn gọi như giống như bù chất luôn ấy, các bạn không biết thế nào gọi là nó đầm hay là nó tạo cảm giác chơi thật giống 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 như pino cơ. Đấy. Và hai sản phẩm gì đó mình sẽ tư vấn các bạn như vậy. Nếu các bạn có điều kiện ít hơn thì mua 302, những chức năng thì hầu như là giống 95% đối với cái 501R đó. Còn các bạn nào có điều kiện muốn chơi RB501R thì chúng ta có thể mua để trải nghiệm nó tốt hơn. Đấy. Đấy là cái nhận xét của mình về hai sản phẩm này, để các bạn có thể lựa chọn ra những cái sản phẩm mà các bạn thích. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều nha.